Hello, xin chào cả nhà nhé. Ngày hôm nay em lên like cho mọi người xem một cái lô lê nhà em nhé. Đây là lê lâu Hàn Quốc nha các bác. Đây là cái lô lê lâu Hàn Quốc nhà em này. Cây rất là đẹp và đặc biệt là đang hoa, đang đậu quả lon như thế này nhá. Đây, đang hoa và đang đậu quả trái lon như thế này. Cây rất là khỏe này. Mầm lá thì rất là đẹp nhá. Đấy. Đây là cây lê lâu Hàn Quốc và cây này nhà em nhập khẩu nguyên cây về nhé các bác. Cây quả rất là to, rất là ngon, vỏ mỏng. Quả to rất là dễ trồng và đặc biệt là cái cây lê Hàn Quốc này thì ở đâu cũng có thể trồng được nhá, Bắc Trung Nam mình trồng để có thể ra trái nhá. Cây này nắng hay là ở khí hậu nắng lọng lạnh hay là ở bất kỳ khí hậu nào thì nó đều ra trái rất là khỏe, rất là tốt nhá. Hiện tại cây như hình bên em đang bán là 600.000 một cây nhá. Bác nào mua thì liên hệ cho em nhá, 600.000 một cây. Lê lâu Hàn Quốc. Cây rất là đẹp, phun đẹp, phun cành luôn, rất là đẹp này. Các bác nhìn này, cây khỏe bật lộc rất là đẹp nhá. Đấy, đây là những cái cây lê lâu Hàn Quốc, hàng em nhập khẩu nguyên cây về, cây rất khỏe, rất đẹp và đặc biệt là đang phun hoa, đang phun quả nhá. Đây là lê lâu Hàn Quốc này. Cây rất đẹp, bác nào mua thì liên hệ cho nhà vườn theo số điện thoại là 0375227484 nhá. Còn đây là những cây chanh ngón tay nhá các bác. Chanh ngón tay này, cây rất là khỏe, rất là đẹp nhá. Đây là chanh ngón tay này. Cây như hình bên em đang bán là 350.000 một cây nhá. Chanh ngón tay siêu đẹp luôn. Đấy, cây chanh ngón tay này để quả đó là khi chín nó sẽ có màu đỏ nhá. Và thân quả dài như ngón tay, trông rất là đẹp. Vừa ăn vừa làm cảnh luôn nhá các bác, rất là đẹp luôn ạ. Chanh ngón tay nhá. Đây là cái chanh ngón tay này. Tiếp theo em xin giới thiệu với mọi người, đây là cây cây đào chịu nhiệt nhé các bác. Đào chịu nhiệt này. Đây là đào chịu nhiệt này. Cây đào chịu nhiệt nhà em còn có 4 cây, bác nào lấy thì em sell lốt là 350.000 một cây nhá. Em sell lốt là 350.000 một cây này, đào chịu nhiệt nhá. Đấy, đây là đào chịu nhiệt nhá các bác. Cây rất là đẹp, rất là khỏe đây. Nhà em còn 4 cây nhá. Bác nào mua thì liên hệ cho nhà vườn theo số điện thoại là 0375227484. Tiếp theo em xin giới thiệu với mọi người cái cây này là cái cây Việt Quất nhá. Việt Quất tứ quý lá to này các bác. Cây để ở nhà em bật lộc rất là khỏe, rất là đẹp này. Và đặc biệt là em cũng không có chăm sóc gì nhiều đâu ạ. Em chỉ tưới nước hàng ngày thôi, phân bón em cũng không cho cơ ạ. Đấy các bác nhìn cái cây nó rất là khỏe, rất là đẹp này. Bác nào muốn mua Việt Quất tứ quý lá to thì liên hệ cho vườn nhá. Và đặc biệt cái Việt Quất tứ quý này thì các bác yên tâm là ở Việt Nam trồng 100% phát triển rất là khỏe, rất là tốt nhá. Đấy, cây rất là đẹp này. Thấy chưa ạ? Cây rất là khỏe, rất là đẹp nhá. Bật lộc rất là nhiều này. Đây là Việt Quất tứ quý lá to này. Bác nào mua thì liên hệ cho em bán 170.000 một cây Việt Quất tứ quý lá to nhá. Tiếp theo em xin giới thiệu với mọi người tới cái lô táo nhà em nhá. Đây là táo à. Táo này gọi là táo Thái nhá, táo Thái vàng nhá các bác. Táo Thái vàng này. Cái lô táo Thái vàng này đang hoa rất là nhiều nhá, hoa cực kỳ nhiều luôn này, dây chi chít luôn này. Và rất là to, rất là sum nhá. Bác nào mua thì cho em số điện thoại để em gửi hàng cho các bác. Bên em đang bán là 200.000 một cây ạ. 200.000 một chậu như thế này nhá. Cực kỳ đẹp luôn, rất là sum, rất là đẹp này. Đấy, rất là sum, rất là đẹp nhá. Bác nào mua thì liên hệ luôn cho em nhá. Đấy, bên em đang giao cho ba giao là 200.000 một cây ạ. Ôi, cây đẹp dã man luôn này các bác này. Hoa nhiều ơi là nhiều luôn nhá. Các bác về trồng là sẽ có hoa có trái luôn như thế này nhá. Chắc sẽ có trái luôn đấy ạ. Táo này thì cực kỳ là nhiều luôn này. Đấy. Số điện thoại của nhà vườn là 0375227484 nhá. Bên em đang bán 200.000 một cây. Để giới thiệu với mọi người tiếp theo một cái lô táo nhà em mới về. Đây là cái táo thầu Tiger nhá. Cái loại này là lò dòng là quả hơi dài nhưng mà cực kỳ ra dễ đậu quả và cực kỳ sai trái nhá. Đây là cái Tiger Tut này. Cây này là ở Bắc Trung Nam thì có thể trồng được. Với đây các bác nhìn này. Đấy, nó đang có hoa có trái luôn này. Cây rất là dễ trồng nhá. Đấy, quả ra hoa là ra quả luôn nhá, cực kỳ dễ. Bác nào mua thì liên hệ cho vườn nhá. Số điện thoại là 0375227484. Cây Tiger Tut này thì nhà em đang bán là 350.000 một cây nhá. Cây này nhà em nhập khẩu nguyên cây, nó không phải hàng của Việt Nam ghép đâu ạ. Bác nào mua thì liên hệ nhá, bởi vì là cái dòng Tiger nhập khẩu này của bên nước ngoài về nó rất là khỏe và giống của nó rất là chuẩn nhá. Còn hàng của Việt Nam mình ghép ý, như khách hàng của em cũng có phản hồi rồi ạ, về nó rất là yếu và chậm lên nhá. Rất là yếu và chậm lên, còn cái dòng này thì cực kỳ khỏe này.
cây rất là đẹp nhá. Cây có chiều cao là từ 50 đến 70 tùy theo cây. Đây, cái loại này thì các bác về các bác vặt lá đi, nó sẽ lên cái lộc mới và sẽ có hoa có quả luôn. Tiger Tooth này nó rất là dễ trồng, và đặc biệt cái dòng táo tàu này thì ở đâu cũng có thể trồng được nhá. Nó rất là khỏe. Còn đây là Cherry Brazil nhá. Cherry Brazil này, cây này bên em đang bán là 350.000 một cây. Bác nào mua 2 cây bên em miễn ship toàn quốc nhá. Cây Cherry Brazil cao 1,5 m nhá. Cao 1,5 m, 1,6 m, cây rất là đẹp này. Đấy, đây là Cherry Brazil. Đây, xin giới thiệu với mọi người nhà em về một cái lô chanh vàng rất là đẹp này. Cây đẹp như hình luôn nhá các bác. Đây ạ, cây rất là sum, rất là đẹp nhá. Chanh vàng này thì nhà em đã bấm một đợt ngọn đi rồi, chuẩn bị nó bật lên là nó sẽ có hoa luôn nhá. Đấy, cây chanh vàng này thì rất là dễ chăm, bác nào về, bác nào trồng rồi thì biết nó rất là dễ chăm này. Chanh vàng chậu như thế này bên em đang bán là 180.000 một chậu nhá. Cực kỳ rẻ luôn, 180.000 một chậu cây nguyên bản nhá. Cây này là cây chiếm nguyên bản này. Cây này đã nuôi rất là lâu rồi. Dồi ôi, cái tán của nó to, nó sum cực kỳ đẹp luôn này. Bác nào mua thì liên hệ cho em 180.000 một chậu như thế này nhá. Em giao toàn quốc ạ. Đây, em giao toàn quốc này. Này, đây là một em chanh ta nhá. Em chanh ta này bác nào mua thì em sell lốt 200.000. Đấy, một em chanh ta này. Đấy, đây là chanh vàng nhá. Chanh vàng Mỹ. Cây này cực kỳ sum, cực kỳ đẹp luôn. Các bác về này, em mới bấm ngọn đi để lấy hoa rồi nhá. Các bác về là sẽ có hoa luôn ạ. Đấy, chanh vàng nhá. Em bán là 180.000 một chậu. Số lượng rất là nhiều. Bác nào mua thì liên hệ cho vườn nhá. Cây cực kỳ đẹp luôn. Cây đẹp lắm luôn nhá các bác. Đấy. Đây, chanh vàng này. Đấy, các bác về là sẽ có hoa có quả luôn nhá. Chanh vàng này thì rất là dễ trồng và rất là khỏe. Cực kỳ khỏe luôn này. Đây là những cái cây chanh to này, cây to đang có hoa có trái luôn nhá. Đấy, cây này với vườn em đang bán là 600.000 một cây. Hiện tại cây to thì em còn có 3 cây thôi nhá. Cây to em còn có 3 cây này, bác nào mua thì liên hệ cho em nhá. Đấy, chanh to nhá, cây này to này. Còn cái cây to như thế này thì nhà em đang bán 1.800.000 một cây. Số điện thoại của nhà vườn là 0375227484 nhá. Bác nào mua thì liên hệ cho em, để em tư vấn để gửi hàng cho các bác nhé. Rất là mong mọi người ủng hộ cho nhà vườn ạ.